Em là Trần, xin kính chào các bác. Clip này em là Trần lên sóng giới thiệu cũng như là báo giá cho các bác những cái sản phẩm, đó là 4 cây đồng hồ cổ Mỹ cổ rất là đẹp. Em là Trần đã tuyển chọn về đây giao lưu cùng các bác. Đây là những cái sản phẩm đồng hồ cây thì nó lẫn ở trong lô loa, trong công loa thì có những cái cây rất là đẹp và giá thành hợp lý thì em lấy về và em giao lưu cùng các bác. Những em này thì đã tuyển chọn rất là kỹ rồi. Đấy, chất lượng và rất là chất lượng và giá thì vô cùng hợp lý. Bốn cây này thì đều có xuất xứ từ Mỹ và máy thì máy của Đức. Mỗi cây thì nó sẽ có những cái nét đây, đặc trưng. Đấy, đặc trưng khác nhau các bác nhé. Em sẽ đi vào chi tiết từng cây để cho các bác chúng ta được nắm được rõ hơn. Về tổng thể kích thước thì đây đều là những cái cây trong cái tầm trung, trong cái tầm khá, đều sử dụng cái cỗ máy 12 gông, 12 búa. Đấy, chứ em cũng không bán những cái đời nó cỏ quá, những cái đời 8 gông, 8 búa thì em không bán. Đấy, phải là những cái đời 12 gông, 12, 12 búa. Và kích thước tổng thể thì mỗi cây nó khoảng chừng cao khoảng 1m2, khoảng 2m2. 2m2, 2m, hơn 2m2 một chút. Chiều ngang thì rơi vào khoảng 61-63cm. Đấy, sâu thì 35 phân. Bốn cây này thì đến từ các cái thương hiệu nổi tiếng trên thế giới. Đấy, đầu tiên thì em sẽ quay cái cây bên phải màn ảnh nhỏ của các bác trước. Đây là cây của hãng Slide, một thương hiệu rất là nổi tiếng của Mỹ. Cây này thì khá đặc biệt. Đấy, nó có cái phong cách đặc biệt luôn. Thiết kế với cái vỏ gỗ sồi. Vỏ gỗ sồi của Mỹ thì phải nói rằng bền và đẹp, vân gỗ nổi khối, thiết kế dạng mái vòm. Hai bên thì có hoa văn đối xứng và giữa thì có một cái hình bông hoa, chia làm ba cái ngôi khác nhau các bác nhé. Hai bên của thân thùng sẽ có những cái đường song tiện chạy thẳng từ trên xuống dưới, rất đẹp. Đấy, dưới chân đế cũng làm điệu đà luôn. Em này thì thiết kế là cái kính là phần kính cong các bác nhé. Đấy, kính vắt cạnh, kính vắt cạnh. Và cái mặt số của cây này thì làm rất là đẹp, được lắc kê vàng. Em sẽ mở ra để cho bác xem cái phần mặt số. Đấy, cây đồng hồ đến từ cái thương hiệu Slide. Đấy, mặt số lắc kê vàng tuyệt đẹp luôn, ba kim xuất sắc. Đấy, bên trên thì có mặt lịch trăng sao, cỗ máy 12 gông 12 búa, tạ cước, lắc đàn. Lắc ở đây thì có triện hoa văn nổi rất đẹp. Đây, xuất sắc luôn. Ba em tạ cước. Đây là cái phần tay quay để chúng ta lên cót. Đây, cái kính nhá, kính các bác cũng thấy là được mài vát cạnh theo cái đường cong này, làm rất là tỉ mỉ, kính zin. Kính zin và có nẹp những cái phần chân kính, những cái đường cao su. Cái mã của cây Slide này là em này có cái model là 0490-1AB các bác nhé. Và những cái thông số đầy đủ của hãng rất đẹp, thiết kế với bốn cánh, hai cái cánh ở bên hông. Em sẽ mở cho các bác quan sát cái phần máy một chút. Máy thì rất là đẹp, cây nào cũng vàng ươm. Ở đây nó hơi tối một chút. Hôm sau em quay thì em sẽ sử dụng một cái đèn flash để em quay cho các bác. Nhưng tối không thể chụp được máy. Nhưng mà các bác lưu ý là đây là những cây rất là mới, phải nói là siêu siêu mới luôn. Cây Slide này thì em giao lưu là 34 triệu rưỡi thôi. 34 triệu rưỡi. Đấy, em sẽ bật thêm một cái đèn xem nó có dọi vào cái máy được không. Cái cây tiếp theo thì em giao lưu cùng các bác, đây là cây Seth Thomas. Cây này thì xuất riêng cho thị trường Anh. Đấy, thiết kế cũng mái vòm rất là đẹp.
Mặt số thì cũng là điểm xiết các cái chi tiết mạ vàng. Số hoa học trò có 4 cái phần họa tiết hoa văn nổi ở bên trên. Trên cũng là lịch trăng sao. Cây này thì có khá là hay bởi vì là nó hai cửa, cửa trên và cửa dưới riêng biệt. Và cái phần cánh ở dưới ấy, thì được làm bo hai góc. Đấy, làm bo hai góc. Cây này của em là cây này là chuông to nhất này. Đấy, cây này cây Jet Thomas là chuông to nhất. Xuống bên dưới. Đấy, quay cho bác luôn. Đấy, tạ cước, lắc đàn, đấy, tay quay vẫn còn đầy đủ. Tất cả còn đầy đủ. Cây này em giao lưu 34 triệu và cây slide em giao lưu là 34 triệu 500. Cây tiếp theo đó là cây một cây sò, thiết kế hình con sò đến từ thương hiệu Howard Miller, một thương hiệu vô cùng nổi tiếng của Mỹ. Đấy, các bác thấy cái phần trên nóc giống cái hình con sò chưa? Đấy, rất đẹp, có nhiều họa tiết hoa văn chạm trổ cây Howard Miller, cực kỳ đẹp. Mặt số mạ vàng. Đấy, có rất là nhiều các cái họa tiết hoa văn chạm trổ vô cùng sắc nét. Tất cả những cái phần mặt số này còn rất là đẹp các bác nhé. Đấy, còn rất là đẹp, nó không hề nó bị ố hay rôm gì đâu. Đấy, còn cực kỳ đẹp luôn. Đấy, cây Howard Miller này giá rất tốt, 34 triệu 500. Cây này thì em khá là thích. Đây, dưới cái phần lắc đàn cũng được chạm này, hai bên cửa sổ này. Đấy là cánh kính, đẹp xuất sắc luôn. Đấy, các kính ở bên trong cũng là mài vắt cạnh, đẹp zin nguyên bản. Cây này 34 triệu rưỡi. Đấy, xuất sắc. Cây tiếp theo giao lưu cùng các bác đó là cây một cây Ridgway. Cây này thì cái vỏ của nó là vỏ gỗ anh đào, nó sẽ có cái màu gỗ hơi nâu đỏ một chút, và thiết kế của nó là cái mái vòm của ngỗng thiên nga, đặc trưng của những cái cây cao cấp. Đấy, thiết kế cái mái vòm của ngỗng thiên nga. Đấy, nhưng mà cái mức giá rất hợp lý, chỉ 33 triệu 500 các bác đã có thể sở hữu được một cây với cái thiết kế mái vòm của ngỗng thiên nga như thế này rồi. Có 4 cái họa tiết được đúc nổi ở trên này, siêu đẹp luôn. Model Ridgway. Này, Ridgway cũng được dập nổi lên rất là sắc nét. Lịch trăng sao màu xanh rất đẹp. Đấy, 3 tạ cước lắc đàn. Bên trong còn catalog, cây Ridgway này còn catalog sách vở. Và cái cây Howard Miller này cũng còn đầy đủ cả sách vở các bác nhé. Đấy, cái màu gỗ anh đào này rất là đẹp. Đấy, em báo giá lại cho các bác. Đối với cây Ridgway là 33 triệu 500. Đấy, cây Howard Miller sò 34 triệu 500. Cây Jet Thomas 34 triệu. Và cây Slide cũng là 34 triệu 500. Đấy, các bác có nhu cầu yêu mến cây nào thì các bác alo cho em, hàng tuyển chọn. Đấy, hoạt động hoàn hảo luôn. 4 cây đồng hồ rất là đẳng cấp. Các bác nào mà mua chơi không gian phòng ngủ phòng khách thì bày vào phòng khách thì hết sức là tuyệt vời. Các bác có nhu cầu cây nào thì alo cho em nhé. Em cảm ơn các bác.